Cái đuôi ấy quẩy đằng sau kìa. Lúc đây là của chồng đấy. Được rồi, được rồi. Đâu cái đuôi nó phải quay về phía này cơ thì nó mới lật được. Được rồi, được rồi. Đấy, giờ có con kia vào rồi đúng không? Mấy phút đồng hồ. Cảm ơn.